nhưng mà tương lai thì sẽ không còn nữa. Ở bên tay phải của em là đập hết rồi, bóc hết rồi đó. Rồi con cá này độ cũng phải 4-5 kg á. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 9 giờ 40 phút sáng ngày 19 tháng 3 năm 2024. Và em đang có mặt ở quận Tân Phú. Bên phải của em là Tân Phú, bên trái con đường kia là Bình Tân. Đây là cái ngã ba giữa con đường Bình Long và con đường Bình Long và con đường Nguyễn Sơn ha. Em bị quên chút xíu. Đối với cái con đường Nguyễn Sơn bên tay phải của em này, cô bác anh chị sẽ đi về hướng Phú Thọ Hòa, hướng Thoại Ngọc Hầu, rồi Lũy Văn Bích, khu Phú Thọ Hòa, xóm Vải đó. Còn con đường Bình Long phía trước đây, ngay chính giữa chiếc xe tải đang đậu đó, là chúng ta sẽ đi hướng về Tân Kỳ Tân Quý, về Bình Hưng Hòa, Nghĩa Địa cô bác anh chị. Còn bên trái này này, chúng ta sẽ đi con đường Bình Long xuống ngã tư 4 Sại nha. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày thật là nhiều niềm vui nè, luôn luôn bình an, nhiều sức khỏe và có một ngày công việc thật là may mắn, thành công ha, thuận lợi ha. Và ở đây là sát bên Bình Hưng Hòa, Nghĩa Địa rồi, cho nên cô bác anh chị thấy ở phía trước ngay chỗ cái góc đó rồi có cái miếu, mấy cái miếu người ta dựng xung quanh, rồi hàng vàng mã người ta rải, rồi các cái nhà tang lễ hoặc là cái tiệm bán hòm Bình Hưng Hòa, một cái nghĩa địa còn lại của Sài Gòn từ trước năm 75, cũng là một cái nghĩa địa lớn bậc nhất của Sài Gòn. Ngày hôm nay thì Bình Hưng Hòa đang bốc mộ của các anh chị, và người ta chuẩn bị lấy cái khu đất này nghe nói để làm cái công viên và trường học đó. Thì hôm nay chẳng dịp về đây Bình Tân rồi Tân Phú, mời cô bác anh chị cùng với em đi cập nhật một vài cái hình ảnh của cái khu vực Bình Hưng Hòa nha. Rồi em sẽ bắt đầu băng qua cái ngã ba này, chúng ta đi về hướng của Tân Kỳ Tân Quý. Về khu Bình Hưng Hòa thì nó có một chút gì đó, nó không khí nó hơi trầm trầm. Đối với cô bác anh chị ở đây lâu năm rồi thì chắc là cũng bình thường, giống như là những cái vị trí có những ngôi mộ mà người ta sống xung quanh thôi. Nhưng mà người lạ về đây thì đôi khi người ta cũng có một chút gì đó nó trầm trầm buồn buồn. Đây là Lazaro, ở xứ Tân Hòa, nghĩa địa. Ở đây có nhiều cái nghĩa địa của họ đảo các bác anh chị. Ở đây là con đường Lê Lư nha, Lê Lư đó. Và bên kia thì chúng ta có đường Phú Thọ Hòa nữa, đi về cái khu xóm Vại. Đây đường Lê Thiệt, Lê Lư, Lê Thiệt đó. Em sẵn tiện về cập nhật để gửi đến cô bác anh chị cái đoạn Tân Kỳ Tân Quý người ta mở rộng đường như thế nào rồi. Chị đang giáo xứ Đa Minh bên tay trái của em đó. Ồ, ở đây có nguyên một cái lên đây thì cô bác anh chị thấy những cái xe tang nhiều ha. Bên kia có một cái sạp người ta bán dưa luôn cô bác anh chị. Đó, phía trước một cái ngôi nhà to như thế này mà cho thuê. Mấy cái nhà mà to như thế này thì thường người ta sẽ làm cái căn hộ mini đó cô bác anh chị. Đó. Đường Phú Thọ Hòa, bên phải về Lũy Văn Bích. Dưa hấu Long An bao đỏ ngọt chắc 8.000 kg. Rồi em chạy về hướng đường Bình ở đường Tân Kỳ Tân Quý nha. Bên trái em là Nghĩa Trang Quan Công. Đường Bình Long thì nó nhỏ lắm. Thế rồi mình mới đi qua là những cái khu nghĩa trang riêng của các cái họ đạo. Còn bây giờ là chúng ta đi qua bên trái em là những cái xóm hẻm. Xóm hẻm này là có thể chạy được vào khu Bình Hưng Hòa luôn cũng được đó. Đó, nhưng mà bây giờ em sẽ đi về hướng của con đường Tân Kỳ Tân Quý. Đây giống như là đường gì Lê Thúc Khoạc hả? Có một con đường là kênh nước đen nữa đó. Trên này thì nói chung là em cũng ít khi đi khám phá mấy khu xóm, có hay về nghĩa địa thôi. Bên phải là Lê Thúc Hoạch đúng rồi nè. Bên trái là cái kênh nước đen chắc. Rồi em chạy nhanh qua cái vị trí này nha. Đúng rồi, kênh nước đen. Quẹo trái vào kênh nước đen chúng ta cũng đi vào các cái khu xóm xung quanh cái nghĩa địa Bình Hưng Hòa để mà đi vào bên trong cũng được. Nhưng mà hôm nay thì em chạy một chút về cái con đường Tân Kỳ Tân Quý này. Mời cô bác anh chị cập nhật thêm ở đó nha. Đường xá cũng đông. Nó bán chợ ở ngoài vỉa hè này. Chỗ này em thấy bán cái đồ inox nhiều nha. Đồ cũ, đồ bồn nước rồi vậy. Đây là con đường Tân Hương này. Đó. Đây thì một cái ngã ba không có đèn xanh đèn đỏ. Bên tay phải của em là người ta bán đồ inox nhiều, mấy cái xe bán bánh mì, các cái kệ đồ bày inox đó, rửa chén rồi đó. Ở bên này là chúng ta thấy là khu vực Bình Hưng Hòa rồi. Phía trước thì em tới ngay cái vị trí của đường Tân Kỳ Tân Quý nha. Đây có cái hồ câu cá này, em lại quẹo qua đây đi. Có cho thuê phòng trọ nữa hả? Đường xá hơi bị đông quá. Rồi em quẹo vô đây đi. Cái trước này có cái khu nhà người ta bán đồ vật liệu xây dựng đồ ha. Cũng lụp xụp phía trước cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa đó. Cái hồ câu cá này em thấy nhiều người vào câu cá lắm. Còn rất là nhiều ngôi mộ. Và đợt này thì người ta đang bốc khoảng hơn 1.800 ngôi mộ. Bây giờ Bình Hưng Hòa cũng tan hoang ha. Đây có cái hồ câu cá này. Đó. Ở dưới này người ta có từng cái kệ để mình đựng đồ câu. Có che dù, che đồ nữa các bác anh chị. Dưới này có che dù nè ha. Mấy cái dù á. Ồ cá nhiều lắm nha. Em thấy ồ cái chú kia đang câu lên con cá kìa. Đang kéo vô bờ rồi đó. Rê vô, rê vô. Đó, đó. Đó, rồi lên một con cá trê. đó. Cô bác anh chị ta em ngày xưa cũng hay đi câu cá lắm nha. Ôi con cá trê cũng to lắm á. Hồ nước nước tù nó xanh lắm cô bác anh chị, nước xanh xanh lè đó. Người ta câu cũng nhiều lắm nha, cá to ghê á. Thấy chú mua con cá mê quá, đứng lại chút xíu. Trời ơi, con cá này độ cũng phải 4-5 kg á. Em chưa có đi câu ở đây bao giờ, mà em cũng không có hay đi câu đâu. Không biết ở đây người ta cho thuê mướn hay là tính giờ, hay là câu xong rồi có được lấy cá về không. Rồi, mời các anh chị đi tiếp vào bên trong nha. Rất là nhiều người đang ở đây để coi câu cá này. Có mấy chú câu cá đây nè. Mọi người có một cái dù á. Không biết cô bác anh chị sao chứ ở đây mà mình ăn thì chắc cũng không dám ăn. Ngay bên cái nghĩa địa này. Ở bên tay phải của em là bọc hết rồi à. Bóc hết rồi đó. Còn bên tay trái thì cũng đang chuẩn bị. Nên người ta nếu mà có thân nhân thì người tới để làm thủ tục rồi người ta đền bù, còn nếu không thì người ta sẽ bóc mộ tập trung của các anh chị. Đây là xử phạt đây, cấm đổ rác, xử phạt. Bên trong kia là người ta đang đào. Ít công nhân quá hay là người ta nghỉ rồi. Có một vài người thôi. Rồi em chạy vô bên trong này nha. Tan hoang hết này. Giờ nhiều khi nhìn cũng không ra cái khu Bình Hưng Hòa này. Đó. Trời ơi, bụi ghê không? Bám đầy những cái ngôi mộ luôn. Những người ở đây thì người ta hay làm cái nghề dọn dẹp trông coi các cái phần mộ cho những thân nhân mà ở xa đó. Đó, rồi cũng có lương. Nhưng mà bây giờ bóc rồi thì nhiều khi họ đi kiếm công việc khác. Trong này là các cái khu xóm hẻm. Em cũng đi vô nghĩa địa nhiều rồi. Nói chung là chỉ có khi mình đi sâu vào trong thì mình cũng ớn. Còn đi ấy như thế này thì cũng bình thường. Đó. Tan hoang. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thông báo đến các thân nhân. Đó. Đường này đường đất này, bụi mù mịt. Vào đây cái khu xóm nghĩa địa người ta ở đây có rất là nhiều cái câu chuyện. Rất là nhiều cái câu chuyện về nghĩa địa Bình Hưng Hòa, nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Đó, đôi khi thì cũng nghe trong các vở hài kịch những câu chuyện người ta hay nhắc tới. Đó. Nhưng mà tương lai thì sẽ không còn nữa. Ở đây người ta sống chung với các ngôi mộ, người ta quen luôn rồi, không có gì cả. Mình nhiều khi lạ lạ mình vô mình cứ cũng sợ. Tối nhiều khi người ta đi ra đây người ta ngủ, ngồi nhậu ở đây là ngủ. Những cái khu xóm hẻm ở đây, khu xóm. Đó là mình đi ra ngoài đường Tân Kỳ Tân Quý các bác anh chị. Đi sâu vào bên trong thì còn nữa. Này, hướng này chúng ta đi ra đường, đi ra Tân Kỳ Tân Quý này. Khu này thì nói chung là nó phức tạp. Xưa đến giờ này là cái nơi mà rất là nhiều người xì ke rồi người ta đi vào đây để người ta hút chích ha. Rồi hôm trước có một cái vụ án ở đây nữa các bác anh chị. Trong này mà đâu có ai mà vào quản lý hay là gì đó. Đường này ở đây thì người ta cũng bốc hết rồi nè. Nó sang bằng cái vị trí này rồi nè. Đó. Còn lác đác một vài cái ngôi mộ. Ha, lác đác một vài cái ngôi mộ nằm xa xa các anh chị thấy đó. Sao bằng không? Các cái khu nghĩa địa ở Sài Gòn mình thì đa số sau này người ta làm công viên, chợ, trường học rất là nhiều. Cũng có nhiều nơi người ta làm mà khu dân cư, ví dụ như cái gì Tì Quảng Đông đó thì người ta làm cái cư xá Bình Thới ha, chung cư cư xá đó thì đa số là như vậy. Nên là nhiều khi cũng biết đường nào mà lần rồi người ta làm khu dân cư, sống ở trong những cái lác đác trong các xóm hẻm, còn có các cái ngôi mộ đó nhiều lắm. Nay người ta bốc mộ cho nên mình đi mình cũng đợi sợ, chứ hồi trước thì cũng sợ sợ. Đi vào đây nó vắng, bây giờ thì ở đây đông. Ta bốc mộ người ta làm. Những ngôi mộ rất là lâu đời rồi, tồn tại rất là lâu rồi, cũng không có người thân, không có biết thân nhân gì hết. Trong này người ta vẫn bốc nè các anh chị. Ta đang bơm nước, bơm đồ đó. Băng qua có được không ta? Chạy qua Caramen đó, chạy vòng vòng vô đây coi như thế nào. Tí em cũng quay ra lại á. Ở trong này thì còn nhiều lắm nè các bác anh chị. Có những ngôi mộ người ta đắp đất lên như vậy thôi. Ồ, không biết cái khu này có vào của nhà người ta không? Ồ, gió bụi quá. Chắc là thôi mình đi ra. Ta mới đắp đất lên nè. Có những ngôi mộ vô danh đồ này nọ nữa ha. Nhiều lắm. Nói chung là rất là nhiều. Vào khu xóm nè. Hướng này hình như là mình cũng đi ra cái kênh nước đen đó các bác anh chị. có đi được không? Sao thấy khu này lạ quắc vậy? Có gà, có đồ gáy. Để em coi cái hướng này mình sẽ đi. Thôi khỏi coi đi, cuộc thì mình đi ra, mất công coi. Coi không còn gì thú vị nữa các bác anh chị. Cứ đi như vậy thôi, tới đâu tới chứ. Đó, ở đây chúng ta cũng quẹo được nè. Ôi có giữ xe nữa ha, để các bạn giữ xe ngay gốc cây. Còn nhiều lắm á cô bác anh chị, tới năm 2025 ha, người ta bốc cho xong á. Đôi khi không biết thì thôi, biết thì cũng ớn. Nhiều khi mình ở trên một cái khu đất đã từng là nghĩa địa ha, rồi khu chợ hay là trường học hay là công viên. Giống như công viên mình vô mình ngồi ở trong công viên mình chơi vào ban đêm cũng ớn. Trong này nhiều bóng mát ghê á. Ta cũng dựng chòi đổ ở trong để người ta bốc mộ. Đó, này là đi vô bên trong luôn đó, các anh chị. Vô trong sâu này là bữa em có đi vô một lần buổi chiều rồi em đi ra lại. Cũng ớn nên là nhiều khi không vô. Còn nhiều lắm nha. Trong khi có rất là nhiều cái khu trường học bỏ hoang á, nhiều cái khu nhà, nhiều cái khu đất rất là rộng luôn bỏ hoang á, mà rất là dễ để xây nên một cái công viên hay là một cái ngôi trường, nhưng mà mãi không thấy ai xây. Đó, còn những cái khu nghĩa địa thì bây giờ ra sức bóc mộ hết để làm công viên. Không biết là rồi khi nào thì nó sẽ có những cái công viên hay là những cái trường học. Nhiều khi cũng lâu lắm đó các bác anh chị, chưa biết chừng. Nhưng mà ở đây nếu mà không quản lý chặt thì xì ke họ vô đây nhiều cũng phức tạp lắm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xóm hẻm xung quanh. Mà riết rồi người ta cũng quen, người ta ở đây hàng chục năm trời rồi. Nhiều khi mình vô đây mình sợ người ta chứ người ta đâu có sợ mình đâu. Rộng mênh mông đó cô bác anh chị. Đây đi vào đâu? Em thấy có anh shipper đang chờ đồ vô. Chà, giao hàng ở trong này hả? Có hôm nào mình làm shipper cái mình đi, mình nhận được một đơn hàng mình giao một hồi vô thấy địa chỉ đúng ngay cái ngôi mộ đó. Có tên, có đồ ở trên luôn. Tá hỏa chắc bỏ nghề shipper. Ở đây không biết có đi ra được hay không đây. Em ngỡ không biết có đi được hay không. Đây có một khu nhà này. Này giống làng quê ha, làng quê mà quê ngày xưa á, chứ ngày nay ở quê cũng hầu như cũng hết rồi, hết bụi tre làng rồi này kia. Người ta cũng lấy đất người ta sang bằng, người ta làm khu công nghiệp. Ngoài em người ta làm khu công nghiệp mà người ta lấp luôn cả các cái con suối nó để lấy nước về tưới cây, tưới ruộng đó, thành ra làm lúa bây giờ đâu có làm được nữa đâu. Không có nước, không có nước đó, anh chị. Làm lúa bây giờ không có nước để làm mà bỏ luôn nghề làm lúa. Ở ngoài em đâu có nghĩ bây giờ mình phải đi mua gạo ăn đâu. Ngày xưa gạo quá trời, ăn không hết. Bán gạo. Bây giờ phải đi mua gạo. Tại vì không phải là không có đất, vẫn còn ruộng nhưng mà nước không về, không có làm được. Phụ thuộc vào mùa mưa thôi. Mùa mưa nhiều khi thất thường. Đó. Đây người ta hình như là cũng đang bóc mộ ở trong này. Đó, đây là bóc hầu như cũng gần hết rồi ha. Em chạy vô chút xíu và chạy ra lại coi. Thấy có xe đồ dựng. Xe nó kêu kêu óc ép gì giống như mấy con chim hết ta. Người ta đang tập trung ở trong cũng nhiều lắm. Trời ơi, bụi nó bám cái điện thoại của em mà mù luôn, chắc nó bám luôn cái màn hình. Nó bám luôn cái màn hình của các anh chị không thấy gì quá. Cái ống kính. Đó. Có nhiều gia đình người ta cũng đi vào đây để người ta tập trung, anh em đồ này kia đó, bà con dòng họ rồi đó, người ta lo cái phần mộ cuối cùng cho người thân. Cũng có người đang đào đó, các bác anh chị. Ít thôi, lác đác một vài khu. Dạ. Rồi em chạy bên phải này là ra này. Ở đây là ra đường Tân Kỳ Tân Quý đây các bác anh chị. Tân Kỳ Tân Quý thì đang mở rộng ra. Không biết là còn làm không. Bên phải là về hướng Bình Long lại này các bác anh chị. Trái thì hướng lên dạ, Tân Kỳ Tân Quý này hướng lên đâu? Mã Lò ha. Ra quốc lộ 1A luôn. Xa lộ Đại Hàn đó. Mấy cục điện này thì trước Tết nó nằm tùm lum ở ngoài đường mà bây giờ vẫn chưa thấy dời. Mà cũng không thấy ai làm ha. Chưa thấy làm cô bác anh chị. Không biết là có thi công nữa hay không. Thôi em mời các bác anh chị đi một đoạn lên trên nha. Xe đông ghê á. Đường nó vẫn nhỏ như ngày xưa nha. Đâu chưa có mở ra cái gì hết. Ta chỉ có mới đổ đá hai bên đường thôi. Đường này muốn qua đường cũng mệt nữa. Rồi em tấp vô trong chút xíu. Không thấy làm cô bác anh chị. Nhà cửa ở đây thì người ta cũng dẹp vào bên trong. Đó, đường xá mặt bằng đồ là đầy đủ rồi. nhưng mà chỉ có đều là chưa thấy làm gì thôi. Cho thuê nhà cũng quá trời luôn, bắt đầu mặt bằng mới xây mới dựng lại người ta lại cho thuê, mà bây giờ đường xá này nó bụi bặm tùm lum hết trơn á, cũng khó để người ta buôn bán lắm nha. Đó, hướng này thì em đi lên cái kênh nước đen đi, cái con đường kênh nước đen rồi em sẽ quẹo về. Một đoạn con đường Bình Hưng Hòa, một đoạn con đường Tân Kỳ Tân Quý. Cô bác anh chị thấy cái cảnh vật giải tỏa ở đây như thế nào này ha. Bụi bặm, nhà dân hai bên đường ở đây là thôi luôn, nó bám dày đặc á. Nhà cửa ở đây này sơ sát, đập tùm lum phía trong rồi, còn bốn bức tường chưa đập. Mùa gió mùa, quán gió mùa. Mấy cái đường này đinh rồi nhiều lắm, chạy xe về nhà thấy bánh xe lụng không à. Cái bánh xe của em bá là 5-6 lỗ rồi đó, chắc chuẩn bị thay cái vỏ luôn. Bây giờ người ta có cái đồ vá xe mini tại nhà mình tự làm đó cô bác anh chị, cũng dễ lắm. Khỏi phải dắt ra tiệm, mang theo đi đường luôn, nó xì cái xuống bơm lên, nhét cái đinh vô là nó hết rồi. Nào quá nhiều lộ rồi thì giục cái vỏ luôn chứ sao giờ. Ở đây là cái kênh nước đen, em quẹo trái nha. Đường xá ở đây bây giờ rất là lộn xộn luôn, sơ sát luôn. Đi thẳng này chúng ta ra khu Mã Lò rồi ra quốc lộ, em sẽ quẹo trái ở đây nè. Kênh nước đen nè, cái tên là kênh nước đen mà nước nó đen thiệt à, nước đen lắm cô bác anh chị. Ở dưới hơi sâu chút xíu, đen thui à, khó mà quay được lắm, nó nằm phía dưới. Đây nắng quá ha, không có cây luôn á cô bác anh chị. Và bên trái của em cái bờ kè này, chỗ này đúng ra ngày xưa người ta làm, người ta cải tạo, em nghĩ là nên trồng cây cho nó mát mẻ, nó có bóng mát. Con đường này không có một cái cây luôn, rồi nó nắng thôi rồi lửa mơi luôn. Hướng này thì đi xuống lại Lê Thúc Phạch Bình Long luôn không bác anh chị. Trời ơi, người ta bán đồ rau củ này. Đây là ấp Chiến Lược ha. Bán đồ quá trời luôn. Cô bán vé số trời nắng ghê ha. Ở đây có mấy cái cây ở bên vỉa hè. Đó, cô bác anh chị thấy cái cuộc sống ở trong xóm Nhị Địa Bình Hưng Hòa ha. Lâu lâu về một lần thì lại thấy khác đi, người ta đập hết á, hết nhận ra mấy cái khu Nhị Địa ngày xưa. Sắp tới mà về tầm khoảng cuối năm về đây nữa là thấy tan hoang, thấy hết sạch rồi đó. Thôi thì vật đổi sao dời, thời gian nó thay đổi hết tất cả mọi thứ rồi. Quay lại một chút, ghi lại một chút để biết đâu mai mốt làm kỷ niệm Thôi em xin tạm dừng các clip ở đây nha. Ở đây có một cái hồ người ta có câu cá hay sao đó này, giống như cái khu công viên á đó. Em xin tạm dừng các cấm câu cá cấm câu cá nha cô bác anh chị, vô đó câu người ta bắt á. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an, sức khỏe và thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Mà nếu cô bác anh chị thấy thích và chưa có đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ kênh Sài Gòn Hôm Nay nha. Cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Rồi em xin tạm dừng các clip người ta đi câu cá cả nắng đó ha. Bye bye.